chủ trương đầu tư dự án xử lý khí Cà Mau và thông tin năng lượng trong nước, phát triển nhiên liệu sinh học và vấn đề đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Thông tin năng lượng quốc tế. Kính chào quý vị đến với Năng lượng cho phát triển đất nước. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đã có công văn thống nhất với Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp nhận cho phép Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau. Tuy nhiên, việc đầu tư phải trên cơ sở đảm bảo đủ nguồn cung khí cho các đơn vị tiêu thụ hiện có như khu công nghiệp khí, điện đạm Cà Mau, trung tâm điện lực Ô Môn và các dự án sử dụng khí dự kiến đầu tư tại khu vực. Nội dung đầu tư dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau thuộc Quy hoạch Tổng thể Phát triển Công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 của Bộ Công Thương, trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt. Sáng nay tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ khởi công Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng có sức chứa 3.000 tấn LPG và 5.000 m2 kho chứa phân đạm. Tổng mức đầu tư dự án là 402 tỷ đồng. Dự án công trình này sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư 294 tỷ đồng với sức chứa bao gồm một bồn chứa 1.500 tấn LPG và kho đạm 5.000 m2. Giai đoạn 2 đầu tư 108 tỷ đồng với sức chứa gồm một bồn chứa LPG 1.500 tấn. Nguồn hàng nhập kho chủ yếu là nguồn từ nhà máy LPG Dinh Cố, nhà máy lọc dầu Dung Quất, liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn được vận tải về kho theo đường biển với các tàu chuyên dụng đến 1.500 tấn. Thưa quý vị, phát triển nhiên liệu sinh học là một yêu cầu tất yếu nhằm sử dụng nhiên liệu sạch ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, những kết quả tích cực từ khi xăng E5 có mặt trên thị trường đã là tiền đề để hướng tới phát triển loại nhiên liệu sạch này. Song hiện nay đang có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh mâu thuẫn giữa việc phát triển nguồn nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học với vấn đề an ninh lương thực quốc gia. Nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học rất đa dạng, tùy theo lợi thế của mỗi quốc gia mà sử dụng nguyên liệu phù hợp. Hiện ở Việt Nam, nhiên liệu sinh học đang được sản xuất từ các loại cây trồng có hàm lượng đường và tinh bột cao như sắn, mía mà chủ yếu là từ sắn. Đây là một loại thức ăn quan trọng cho gia súc, song cũng là loại cây trồng có nhiều tác hại đối với đất nông nghiệp, nên việc trồng sắn làm nguyên liệu cho phát triển nhiên liệu sinh học đang là mối quan tâm và lo lắng của nhiều nhà khoa học hiện nay. Phát triển sắn phải phát triển lâu dài, ổn định, chứ còn trồng sắn hiện nay nhân dân đều không tưới nước, đều không bón phân. Mà như vậy thì sắn nó dễ lắm, bởi vì trong sắn chủ yếu là tinh bột, cho nên là cái lượng đạm nó rất ít. Thế nếu mình cứ trồng sắn mà không bón phân mà NPK không có mà, thì chỉ sau vài năm thì đất bằng màu mà rồi không có năng suất nữa, nên dân lại bỏ thành đất hoang thì rất là lãng phí. Phát triển nhiên liệu sinh học còn có thể sử dụng nguyên liệu từ các loại sinh khối cellulose và vi tảo, nhưng công nghệ chế biến nguyên liệu từ cellulose sẽ phức tạp hơn. Do vậy tại Việt Nam, bước phát triển ban đầu của nhiên liệu sinh học vẫn chủ yếu từ sắn. Theo nhiều chuyên gia thì hiện nay, nếu thực hiện xen canh, luân canh cây trồng hợp lý thì vừa có thể phát triển bền vững nguồn nguyên liệu này, vừa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Luân canh, xen canh không phải là sắn đối với các cây công nghiệp dài ngày hoặc là cây rừng, mà đây là luân canh giữa sắn với các cây họ đậu, giữa các cây nông nghiệp ngắn ngày để mà nó tái bổ sung lại dinh dưỡng trong đất. Thế thì đây là các cái biện pháp canh tác vững bền để mà đảm bảo vẫn tăng được năng suất sắn, nhưng mà đảm bảo bồi bổ trở lại cho đất một cách ổn định. Như vậy, tức là nếu chúng ta làm được chuyện này đấy, thì cũng trên một cái diện tích đấy, nhưng mà chúng ta thay vì là chỉ trồng sắn được một vụ rồi phải bỏ hóa nó để mà hồi phục tự nhiên, thì bây giờ chúng ta sẽ có thể là luân canh nó được nhiều năm. Hiện nay nước ta còn có nhiều diện tích đất rừng núi, hoang hóa có thể làm vùng đất trồng các loại cây làm nguyên liệu sản xuất cồn sinh học. Song để đẩy mạnh phát triển nhiên liệu sinh học gắn với đảm bảo an ninh lương thực quốc gia thì trong tương lai cần phải có thêm nhiều chính sách cụ thể, đồng thời kết hợp với công nghệ để khai thác và phát triển thêm các nguồn nguyên liệu từ cellulose và vi tảo. Chuyển sang phần thông tin năng lượng quốc tế. Thưa quý vị, dầu đã tăng 0,8% khi chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng lên mức cao nhất. Bên cạnh đó, nhiệt độ khu vực châu Âu và miền đông Hoa Kỳ xuống thấp cũng đã góp phần gia tăng tiêu thụ dầu nóng. Việc gia tăng lượng dầu tiêu thụ cho thấy nền kinh tế Mỹ đang có những dấu hiệu lạc quan và đang từng bước vượt qua các chướng ngại vật. Dầu thô tháng 1 tăng 30 cent lên hơn 88 đô la Mỹ một thùng. Hợp đồng giao tháng 1 hết hạn trong ngày hôm nay. Hợp đồng giao tháng 2 đã được giao dịch và giá đã tăng 24 cent, tương đương 0,3% lên mức 89 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu Brent giao tháng 2 thiết lập tăng 22 cent lên gần 92 đô la Mỹ một thùng trên sàn ICE Futures Europe Exchange tại London.
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Năng lượng cho phát triển đất nước. Quý vị quan tâm có thể xem chương trình vào 17 giờ ngày mai trên sóng VTV3 và 3 giờ trên VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt.